Xin chào các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, thời còn là sinh viên đại học, các bạn đã từng đi làm thêm hay là có một công việc nào đó để kiếm thêm thu nhập cho mình hay không? Sẽ có rất nhiều những quan điểm khác nhau được đưa ra. Có người thì nghĩ là nên đi làm thêm để có thêm tiền chi tiêu. Nhưng cũng có những người thì lập tức phản đối. Họ cho rằng tuyệt đối đừng dùng khoảng thời gian học đại học đáng quý này để đổi lấy một chút tiền, không đáng. Quả thật khi chúng ta còn trẻ, nếu bạn chọn những lợi ích ngắn hạn, sau này bạn sẽ phải đương đầu với hiện tại với sự mệt mỏi, bấp bênh. Những người sống cuộc sống có giá trị thường dành thời gian và năng lượng của họ ở nơi họ có thể thu được lợi ích lâu dài ngay từ đầu. Giống như một CEO từng nói, thay vì có tiền, chi bằng đáng tiền. Một người càng sống, càng đáng tiền. Đều sở hữu 4 năng lực dưới đây. Các bạn hãy cùng xem bạn đã sở hữu bao nhiêu trong số đó rồi nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Năng lực đầu tiên mà còn rất ít người trẻ hiện nay sở hữu đó là khả năng tự suy xét. Có một câu nói mà khi nghe đến, tôi đã phải gật gù thừa nhận. Đó là nếu mỗi người đều có thể tự suy xét bản thân trước hàng chục năm, vậy thì một nửa trong số họ có thể trở thành những người rất tài giỏi. Đời người dài đằng đẵng, khó tránh khỏi những lúc khó khăn, chán nản. Nếu không biết tự suy xét lại bản thân, tự tổng kết lại chính mình, bạn sẽ mãi bị mắc kẹt. Thường xuyên tự suy xét lại bản thân, chăm chỉ suy nghĩ, có như vậy mới tránh được những sai lầm lặp đi lặp lại. Có một nhân viên kinh doanh nọ, khi mới bắt đầu bán hàng cho một công ty, anh có rất ít đơn đặt hàng. Anh rất lo mình sẽ bị mất việc. Vì vậy, anh bắt đầu suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu. Thông qua phân tích cẩn thận, anh chắc chắn sản phẩm và giá cả không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở bản thân. Kể từ sau đó, sau mỗi một lần giới thiệu bán hàng thất bại, anh sẽ ngồi nghĩ xem mình chưa đúng ở đâu. Là cách nói chưa đủ sức thuyết phục hay mình quá thiếu nhiệt tình. Đôi khi anh còn hỏi chính khách hàng của mình. Kinh nghiệm của anh phong phú hơn của tôi, sự nghiệp cũng thành công. Anh có thể chia sẻ xem ban nãy tôi làm chưa tốt ở đâu hay không? Rất nhiều khách hàng đã bị thuyết phục bởi sự kiên trì, nhiệt huyết và dũng cảm nhận sai của anh mà sau này trở thành khách hàng thân thiết của anh. Thành tích bán hàng của anh ngày một tốt lên, chức cũng ngày một cao hơn. Anh chính là cựu giám đốc điều hành của Colgate, Edward Herman Litter. Có người nói, người không biết tự suy xét lại bản thân sẽ chỉ rơi từ hố sâu cuộc đời này sang hố sâu cuộc đời khác. Sự khác biệt lớn nhất giữa mọi người không phải là họ có phạm phải sai lầm hay không, mà là thái độ khác nhau của họ sau khi mắc lỗi. Những người rơi vào tình trạng thất bại và đổ lỗi cho người khác sẽ chỉ dậm chân tại chỗ và rơi vào một vòng luẩn quẩn. Nếu bạn thường xuyên tự mình suy xét lại bản thân, bạn sẽ ít có nguy cơ vấp ngã và ít đi phải đường vòng hơn. Năng lực thứ hai bạn cần phải có nếu như muốn bản thân được nâng cấp và thăng hạng, đó là năng lực phát triển. Tôi từng nghe một người bạn nói về tiêu chuẩn đào thải nhân viên trong công ty của họ trước đây. 3 kiểu người bị loại đầu tiên là những người không dám xông pha, những người không thể tiến bộ, những người có hiệu suất thấp. Làn sóng của thời đại sẽ không ngừng trải qua những thay đổi lớn. Nếu bạn không có khả năng phát triển, càng sống lâu sẽ chỉ càng khiến bản thân mất giá. Vài năm trước, tôi đến thăm một nhà máy gia công kim khí và chứng kiến được một cảnh tượng xót xa. Một nhóm công nhân đang làm việc, dù đeo găng tay dày nhưng vẫn bị kim loại sắc nhọn đâm và chảy máu. Giám đốc nhà máy nói, trong tương lai, sẽ không cần nhiều người như vậy, có thể thay thế bằng máy móc. Tiết kiệm hơn, quản lý cũng dễ dàng hơn. Chỉ cần thuê thợ điều khiển máy là được. Tôi hỏi anh ta, tương lai của những công nhân này sẽ đi về đâu? Quản đốc nhà máy cho biết,
Anh đã nhiều lần nhắc nhở công nhân học hỏi thêm kỹ năng từ thợ điều khiển máy, nhưng họ chỉ biết đắm mình trong những công việc nặng nhọc và dầu mỡ, không ai chịu thay đổi. Có một câu thoại kinh điển trong bộ phim Show Dear Shorty rằng: đôi lúc nào cũng sống kiểu cho qua ngày, cẩn thận cuộc sống đá ra ngoài rìa lúc nào không hay. Bạn có thể chọn ở lại, nhưng những người khác sẽ chọn không ngừng chạy tiếp. 2 năm trở lại đây, người ta luôn nói rằng thời đại khi muốn bỏ rơi bạn sẽ không chào một tiếng. Nhưng những lo lắng thì đều là do bản thân tự cho mình. Người không ngừng phát triển sẽ không bao giờ lo bị thời đại đào thải. Thực lực bạn tới đâu, bạn có thể đi xa và ngắm nhiều phong cảnh tới đó. Năng lực thứ 3, đó là khả năng đào sâu. Tôi từng được nhìn một bức tranh như này. Hai người cùng đào kim cương, công cụ như nhau, xuất phát điểm như nhau, chỉ có tốc độ là khác nhau. Tuy nhiên, người đào được viên kim cương thành công lại là người đào chậm hơn. Người đàn ông đào nhanh khi sắp đào được kim cương lại vác cuốc đi về. Bức tranh này làm tôi nhớ đến một câu hỏi rất phổ biến trên mạng. Làm thế nào để thoát khỏi giai đoạn khó khăn trong cuộc sống? Có một câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng rằng: đi thêm vài bước nữa. Trong thời đại phát triển nhanh chóng như hiện nay, rất ít người sẵn sàng sống chậm lại để nghiêm túc rèn giũa bản thân. Sự bùng nổ bất ngờ của tiểu thuyết lịch sử, những chuyện thời nhà Minh khắp mạng xã hội Trung Quốc đã khiến tên tuổi của tác giả đương niên Minh Nguyệt trở thành hiện tượng ở quốc gia tỷ dân này. Nhưng ít ai biết được rằng đằng sau sự thành công ấy là 15 năm kiên trì mài giũa. 5 năm tuổi, anh bắt đầu tiếp xúc với các sách sử. Kể từ đó, anh hình thành cho mình thói quen đọc 2 tiếng mỗi ngày. 11 tuổi, anh đọc đi đọc lại 7 lần cuốn Thượng Hạ Ngũ Thiên Niên, một cuốn sách nổi tiếng về lịch sử Trung Quốc, được biên soạn bởi 2 tác giả người Trung Quốc. Sau 11 tuổi, anh bắt đầu đọc các sách như Nhị Thập Tứ Sử, Tư Trị Thông Giám, Minh Thực Lục, Thành Thực Lục. Tất cả đều là sách liên quan tới lịch sử. Sau rất nhiều năm, anh đã đọc được hơn 60 triệu từ các tài liệu lịch sử. Và cuối cùng đã trở nên nổi tiếng. Cái gọi là khoảng cách giữa người với người thực ra được mở ra như thế này. Người bình thường theo đuổi sự thoải mái, cao thủ nghiêm túc mò mẫm. Miễn là bạn học cách bình tĩnh, chậm lại và nghiêm túc chăm chỉ trong lĩnh vực của riêng mình. Ngay cả khi chỉ làm một việc, cũng tốt hơn là bạn làm một đống việc tầm thường. Và cuối cùng, đó là năng lực đầu tư. Thương vụ đầu tư tốt nhất trong cuộc sống là gì? Warren Buffett đã từng nói trong bài phát biểu của mình rằng thương vụ đầu tư tốt nhất là đầu tư vào bản thân. Người giàu giống như con heo đất, người có giá trị giống như cỗ máy in tiền. So với việc kiếm tiền nhanh chóng, hãy biến mình trở nên đáng tiền hơn. Khi bạn không biết đầu tư vào cái gì, hãy đầu tư vào chính mình. Bởi lẽ đó là ngành kinh doanh duy nhất trên thế giới, chắc chắn sẽ chỉ có lãi mà không có lỗ. Chia sẻ với bạn quy tắc 7-2-1. 70% tự học. Có nhiều cách để học, chẳng hạn như một số khóa học online miễn phí, bài giảng, diễn đàn, phim tài liệu. 20% học hỏi từ người khác, xin lời khuyên từ những người giỏi hơn mình, đồng thời khiêm tốn học hỏi những ưu điểm và kinh nghiệm của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh. 10% đào tạo chính thức. Vào các ngày trong tuần, hãy bỏ qua những tương tác xã hội vô bổ và tham gia vào các khóa học đào tạo chính thức, mở rộng kho dự trữ kiến thức và học hỏi các kỹ năng chuyên môn. Đầu tư vào bản thân không phải là chạy nước rút 100m mà là chạy marathon đường dài. Chúng ta phải tiến về phía trước một cách vững vàng để có thể khỏe mạnh về được tới đích. Đời người không có bước đi nào là vô ích cả. Mỗi bước đi đều có giá trị. Những người sống ngày càng có giá trị hơn là người biết sử dụng năng lượng và thời gian của mình đúng chỗ. Các bạn hẳn đều biết đến nhân vật Gia Cát Lượng, vị thần tướng lỗi lạc thời Tam Quốc, đã để lại cho hậu thế nhiều bài học đắt giá về cách làm người, nhìn người, dùng người. Chỉ huy hàng trăm nghìn binh sĩ, chiến đấu với rất nhiều danh tướng lẫy lừng. Nếu không có tài nắm bắt tâm lý và thấu hiểu lòng người, thì trí tuệ của ông không được hậu thế trọng vọng như vậy. Cùng ngẫm lại 5 chân lý của Gia Cát Lượng, nếu bạn sở hữu chỉ cần 3 trong số 6 chân lý này,
thì bạn chắc chắn là một người không hề tầm thường chút nào đâu nhé. Chân lý thứ nhất, cao quý nhưng không độc đoán. Ngồi ở vị trí cao nhưng không độc đoán, áp bức người khác. Trên thực tế, người có tài lẻ, nhỏ nhặt mới kiêu ngạo, còn người có tài thật sự lại khiêm tốn, hòa nhã và đầy sự tôn trọng với đối phương. Nếu cứ dùng thái độ kiêu ngạo và độc đoán để đối nhân xử thế, thì cả đời bạn cũng chỉ làm được bao nhiêu đó chuyện, vĩnh viễn dậm chân tại chỗ, không thể bước xa hơn. Đừng vì bản thân có thành tích nhất định mà thể hiện ta đây là tài giỏi, xuất chúng. Từ đó khinh thường những người xung quanh. Nên nhớ rằng, núi cao còn có núi cao hơn. Bạn không thể biết ngoài kia có bao nhiêu người còn tài giỏi hơn bạn. Chính vì vậy, khi đã đạt được thành công như ý nguyện, đừng tự kiêu phủ phiếm mà hãy tiếp tục yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Không thấy mình cao cao tại thượng mà dở thói hà hiếp. Không xem người khác ra gì, cho rằng bản thân giàu có hay đầy tri thức thì có quyền định đoạt mọi thứ. Chân lý thứ hai, thắng nhưng không tự mãn. Thành công rực rỡ nhưng không tự kiêu tự đại. Một người có tâm thái kiêu ngạo tự mãn thì chắc chắn không thể tiến bộ. Kiêu ngạo khiến con người trở nên tụt hậu, khiêm tốn mới giúp con người thăng hoa. Khi có thành công nhất định, chúng ta thường dễ sa đà tự mãn, tự ý đặt bản thân lên vị trí cao hơn người khác, từ đó đắm chìm trong thế giới hạn hẹp của mình mà không cần quan tâm đến mọi chuyện ngoài kia. Cuối cùng trở thành kẻ hề tự bôi nhọ bản thân, ít ngồi đáy giếng. Là người trẻ mới bước chân vào xã hội, chúng ta nên sẵn sàng tâm thái để trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, không nên cứ mãi đứng yên trong vùng an toàn của mình. Mỗi chúng ta đều là những con người bình thường. Bạn cho rằng bản thân đã làm được chuyện lớn lao để tự mãn, nhưng thật ra nó chẳng hề ưu việt trong mắt người khác. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phát hiện kiêu ngạo là biểu hiện của kẻ ngu xuẩn, vô nghĩa. Chân lý thứ ba, tôn trọng và công nhận người yếu thế hơn bản thân. Khiêm nhường người có địa vị thấp hơn mình, tôn trọng người làm việc dưới trướng, không phân biệt đối xử với bất kỳ một ai. Nhìn thấy ưu điểm của đối phương thì phải biết đề cao và công nhận. Làm được những điều này, bạn sẽ trở thành một người sếp không hề tầm thường. Vì vậy, người càng giỏi thì càng thấu hiểu cách tôn trọng và khiêm nhường với người khác, càng biết cách kiên nhẫn để đối xử với đối phương khi mâu thuẫn phát sinh. Điều này sẽ khảo nghiệm tố chất của một người. Được trọng vọng, kính nể, công nhận hay không còn phụ thuộc vào biểu hiện của bạn khi đối xử với người có địa vị hoặc cấp bậc thấp hơn mình. Chân lý thứ tư, ngay thẳng nhưng vẫn biết bao dung, tính cách cương trực nhưng vẫn có thể bao dung người khác. Bạn có giới hạn và nguyên tắc của riêng mình. Bạn ngay thẳng chính trực, không dung tha cho những thứ sai trái, nhưng bạn vẫn có thể bao dung trước lỗi lầm của người khác, kiên nhẫn cho họ cơ hội để sửa đổi. Nhẫn nhịn là một loại tu hành, không để cái sai của người khác trừng phạt bản thân. Mỗi người sở hữu tính cách khác nhau, họ sinh ra không phải để làm hài lòng bạn. Vì vậy, hãy rèn luyện tâm thái dung dị và thấu hiểu cho khuyết điểm của họ. Đương nhiên, bao dung cũng phải có chừng mực và nguyên tắc. Đừng để bao dung bị biến tướng thành dung túng cho thói xấu, từ đó hại mình, hại ta. Và cuối cùng, người không chịu tiếp thu tri thức chỉ là sự tồn tại không có giá trị. Bạn không học, vẫn sống trên đời này, nhưng bạn chỉ là một xác sống không hồn mà thôi. Học ở đây không chỉ là tri thức ở trường lớp mà còn là bài học trường đời. Sống là phải tiếp thu mọi thứ trên thế giới này. Có như vậy mới không ngừng tạo ra giá trị và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống chân chính. Tri thức trên thế giới này là vô cùng vô tận. Trải qua khổ đau, bỏ lỡ nhiều chuyện, bạn mới biết được tầm quan trọng của tri thức và chiêm nghiệm đúc kết quan trọng đến mức nào. Thời lượng video đến đây là kết thúc rồi. Bí quyết thành công rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn có thể gửi những câu chuyện, chia sẻ của mình đến ban biên tập bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Các bạn đừng quên ấn like video, đăng ký kênh để chúng tôi có thêm nhiều động lực, ra thêm những video chất lượng và bổ ích hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí quyết thành công.
Nếu các bạn muốn có một sự nghiệp thăng hoa tột đỉnh thì bạn cần phải rèn luyện bản thân mình đến mức tuyệt đỉnh. Bạn cần thông thạo khả năng tư duy, ra quyết định, đặt câu hỏi sâu sắc, giải quyết vấn đề, thuyết phục người khác, học tập siêu tốc mọi thứ, biết cách quản lý thời gian, truyền cảm hứng cho người khác. Vậy làm thế nào để có thể sở hữu những điều trên? Bí quyết thành công muốn giới thiệu cho các bạn một ứng dụng có tên là 365 ngày phát triển bản thân, xây dựng cuộc đời ngoạn hạng bằng cách đầu tư vào chính bản thân mình. Ứng dụng này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ và chuyên sâu nhất về lĩnh vực phát triển con người, giúp bạn xây dựng thành công và sở hữu mãi mãi các bộ công cụ tư duy và kỹ năng hiệu quả nhất từ những người vĩ đại từ khắp nơi trên thế giới qua nhiều thế hệ. Mỗi chuyên đề sẽ được đóng gói thành một chủ đề. Mỗi chủ đề bao gồm 4 đến 6 bài học con. Bạn sẽ chỉ học một bài học con trong vòng 5 phút. Trợ lý chatbot sẽ chia bài học thành từng đơn vị kiến thức rất nhỏ, giới thiệu rồi hỏi bạn câu hỏi thực hành để bạn nhớ ngay lập tức. Các chủ đề sẽ bao trùm đầy đủ 20 lĩnh vực phổ quát nhất mà ai muốn phát triển bản thân và sống một cuộc đời khác biệt đều phải học. Kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề, ra quyết định, học tập đỉnh cao, đặt câu hỏi bản chất, làm chủ cảm xúc, lập kế hoạch, làm chủ thời gian, quản trị năng lượng, khả năng lãnh đạo, khả năng thuyết trình, thuyết phục người khác. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả của video để nhận được phần quà hấp dẫn là 93 cuốn sách nói và 95 cuốn sách điện tử cùng những ưu đãi về ứng dụng 365 ngày phát triển bản thân để bổ sung thêm hành trang giúp hiện thực hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé.